Động vật tự chữa bệnh như thế nào? Đời sống của mỗi loài động vật khó tránh khỏi được việc bị thương hoặc nhiễm bệnh. Vậy chúng chữa lành vết thương và bệnh tật bằng cách nào? Tự bản thân mỗi loài cũng chính là bác sĩ. Chúng có thể tự chữa trị bệnh được cho mình và cũng biết được một số loại cây, hạt, quả khi ăn vào sẽ khỏi bệnh. Ví dụ, những chú khỉ trong rừng nhiệt đới bị mắc bệnh sốt rét. Chúng có thể tự chữa cho mình bằng cách gặm vỏ cây Kankina vừa đắng vừa chát, vì trong vỏ loại cây này có thành phần có thể chữa được bệnh sốt rét. Loài vượn tai đài, sau khi bị thương, nó nhai vụn lá của cây thơm về thành viên và nhét vào miệng vết thương để chữa lành. Gấu xám châu Mỹ đến già vẫn thích ngâm mình trong dòng suối nước nóng có chứa lưu huỳnh để dưỡng sinh. Con mi lộc bị đau bụng tiêu chảy sẽ đi gặm những cành cây non và vỏ cây, bởi bên trong có chứa thuốc thuộc da và chế mực, có tác dụng ngừng tiêu chảy. Mèo hoang khi bị ngộ độc sẽ chạy đi tìm một loại cỏ lau có vị đắng, sau khi ăn sẽ nôn ọe ra hết. Đó là do cỏ lau có một loại kiềm sinh vật có tác dụng đẩy chất độc ra ngoài. Động vật không những có thể tự chữa bệnh cho mình, mà trên người chúng còn ẩn chứa nguồn dược liệu như sừng tê giác là dược liệu giải nhiệt quý, mai rùa có thể chữa bệnh sốt phát cuồng. Còn rất nhiều loài động vật khác có các phương thuốc chữa bệnh phong phú.